Nếu như anh em đang phân vân không biết chọn mua điện thoại nào trong phân khúc giá 4 củ khoai thì ngày hôm nay mình sẽ mang đến cho anh em top 5 chiếc điện thoại ngon nhất trong tầm giá 4 củ khoai nhá. Và tất cả thì đương nhiên đều có ở trên bàn mình ở đây. Ok, và đó là những chiếc điện thoại nào thì các bạn hãy cùng mình bắt đầu video luôn. Nhưng mà trước khi bắt đầu video thì nếu bạn nào quan tâm về tất cả những điện thoại này thì đường link mình đã để sẵn ở ngay phần mô tả và bình luận của video này rồi. Bạn nào cần, muốn có một cái mức giá tốt nhất, muốn tìm nơi uy tín để mua thì tất cả đều có đường link ở Lazada, đường link ở phần mô tả video. Tất cả những sản phẩm này đều bán bởi Shopmore, đều bán bởi Techno, Xiaomi, Samsung và kể cả là Realme nữa, nên là anh em hoàn toàn yên tâm. Rồi, bây giờ thì bắt đầu thôi. Chúng ta sẽ cùng nhau đi đến với thứ tự, đó chính là từ rẻ cho đến là đắt nhá. Rẻ nhất thì đó là Nazo 50. Với em này, mình nghĩ rằng không thể nào rẻ hơn được nữa. Anh em mua trên Lazada với mức giá chỉ có được sale 99 nhá, thì nó chỉ có rơi vào khoảng tầm 3 triệu 5 thôi. 3 triệu 5 mà anh em có một con máy. Đầu tiên là màn hình. Màn hình của Nazo 50 6,6 inch, độ phân giải Full HD Plus. Mà quan trọng nhất, muốn rẻ mà vừa có 120Hz thì Nazo 50 là quá hợp lý luôn. Vì em này vừa Full HD, vừa màn hình đục lỗ mà lại có luôn 120Hz. Nói về khoản phần mềm ấy thì Nazo 50 chỉ có một điểm yếu duy nhất, đó là nó có một cái option RAM ROM ở phiên bản 3,5 triệu, nó hơi thấp một tí xíu nên là khoản đa nhiệm của nó không ngon. Còn nói về khoản hiệu năng để mà chiến game ấy thì em này best luôn, Helio G96 giá rẻ nhất anh em có thể tìm thấy được. Và với con này thì đạt tận là 350.000 điểm AnOTU. Và với con này anh em chiến Liên Quân này, chiến PUBG này, chiến Genshin Impact được luôn. Đó. Và con này thì chơi game nó cũng khá là mát nữa, nên là về quả hiệu năng thì phải gọi là đỉnh cao tối ưu nhất trong tầm giá rồi. Nói về việc camera thì em này có camera 50 chấm, nhưng điểm yếu là không có cam góc rộng, và trải nghiệm về phần cam thì mình đánh giá không tốt cho lắm, không ổn lắm. Nói chung là anh em mà cần cam thì thôi bỏ qua con này. Về phần pin, 5000 mAh, và em Nazo 50 này vẫn có chúng ta sạc nhanh 33W, nên là quá thoải mái để các bạn có thể là chơi game trong thời gian dài, và tốc độ sạc của em này thì cũng cực kỳ là nhanh. Nói chung 3,5 triệu, muốn cấu hình cao, tần số cáp hình cao, pin trâu, Nazo 50 nhá. Ok, và đến với một phân khúc giá nó cao hơn một tí đi, đó là 3,7 triệu thì có ngay con Redmi Note 11. Với em này quá là huyền thoại trong tầm giá 3,4 triệu rồi. Điểm đầu tiên ấy là ngoại trừ mua ở trên Lazada với mức giá rẻ hơn thì anh em cũng có thể mua được con này ở bất cứ một cái hệ thống nào, FPT, Thế Giới Di Động VS, Sephonet, bất cứ một cái hệ thống nào, và bán rất là phổ biến. Nên ấy, nếu như anh em không mua online được thì có thể là quan tâm em Redmi Note 11S này nhá. Nhưng mà đương nhiên anh em mua offline sẽ có một mức giá nó cao hơn, và anh em mua online ở trên Lazada anh em up thêm một vài cái mã giảm giá trong đợt tháng 9, và cái mã giảm giá đấy thì mình sẽ để ngay phần mô tả và bình luận của video. Thì con Note 11 này thậm chí mức giá của nó còn rẻ khủng khiếp luôn, có được nhiều anh em mua được với mức giá chỉ có 3,3 triệu thôi. Thì con này nó có gì? Thứ nhất là màn hình AMOLED của nó với mức giá rẻ như vậy, trải nghiệm sử dụng của nó thực sự rất là tốt. Mình nghĩ rằng là trong tầm này anh em cần màn đẹp để xem phim thì không thể nào bỏ qua được con Redmi Note 11 này nhá. Và cái điểm tiếp theo đó là em này thì vẫn có tần số quét, đó chính là 90Hz. Mình nghĩ rằng là anh em không cần phải lăn tăn giữa cái việc là 120Hz hay là 90Hz ở phân khúc giá rẻ, mà anh em hãy lựa chọn luôn cho mình cái AMOLED 90Hz này thì nó sẽ có được trải nghiệm sử dụng là tốt nhất, đẹp về cái phần màu sắc và cái độ mượt của nó cũng rất là tốt. Trong tầm giá rẻ thì 90Hz là cái tần số quét tối ưu rồi. Còn nếu anh em lựa chọn 120, rất nhiều tựa game ứng dụng không thể nào mà tận dụng hết được. Ok, ngoài cái khoản màn hình ra thì hiệu năng em Redmi Note 11 này nó cũng khá là ổn. Đó chính là con chip Snapdragon 680, và các bạn sẽ có 464 cho phiên bản thấp nhất, đó là anh em có thể là mua được. Nhưng mà mình nghĩ rằng là anh em không nên lựa chọn 464 vì cái dung lượng bộ nhớ trong của nó như vậy khá là thấp, và RAM 4GB thì nó cũng giống như là con Realme, đa nhiệm của nó sẽ không được thực sự thoải mái cho lắm. Đó nên là nếu mà các bạn cố được thì có thể là cố lên phiên bản 6GB RAM hoặc là một cái phiên bản bộ nhớ trong nó nhiều hơn nhá. Trải nghiệm chơi game này nọ thì mình cũng đã đánh giá rất là nhiều cho anh em về con Redmi Note 11 này rồi. Còn đến với cái khoản đó chính là sử dụng lâu dài thì con Redmi Note 11 này thì mình thấy khá là ngon, chơi game PUBG, Liên Quân, Free Fire thì đều được. Đó, chẳng qua là nó sẽ chơi không thực sự quá mượt như là con G96 thôi. Nói về khoản camera thì Redmi Note 11 sẽ là một chiếc máy tối ưu, camera 50 chấm, nhưng mà mình thấy tối ưu phần mềm, khả năng chụp ảnh tốt hơn Nazo 50 và có thêm cam góc rộng, cam selfie thì cũng đẹp hơn so với Nazo, nên là con này thì mình thấy nó cân bằng nhiều yếu tố hơn. Một viên pin trâu 5000 mAh tương tự với Nazo 50, vẫn là sạc nhanh như Nazo 50. Rồi con này thì cũng sẽ có loa kép luôn, có điều khiển hồng ngoại luôn. Nói chung là một con máy cực
kỳ tối ưu ở trong tầm giá 4 củ khoai đổ lại. Và với chiếc máy này nhá, thì nó có cái điểm yếu là Xiaomi thì bị lỗi vặt, lỗi thông báo vân vân, thì cái này anh em có thể fix qua được, nhưng mà mình thấy không ảnh hưởng quá nhiều đến trải nghiệm sử dụng của chúng ta đâu. Rồi, và tiếp theo thì mình sẽ đến với một con điện thoại mà mình nghĩ rằng nó sẽ dành cho những anh em nào chúng ta cần pin trâu, chúng ta cần màn to, đó là Tecno Pova 3. Em này thì mình thấy rằng là mình đã review cũng rất là đủ rồi. Review chi tiết có, review được chơi game có, tất cả mọi thứ đều có. Anh em có thể là muốn đánh giá, xem đánh giá chi tiết, xem lại ở trên kênh của mình. Mình đã có chia sẻ rất là nhiều những góc cạnh về con Tecno Pova 3 này. Rồi, điểm đầu tiên mà mình thích về Tecno Pova 3 đó chính là em này có một thiết kế rất đẹp. Đây là con điện thoại mà có thiết kế khác biệt nhất trong tầm giá 4 triệu mà anh em có thể thấy được. Mặt lưng LED này, đã thế thiết kế của nó lại làm theo kiểu gaming rất là nổi bật, nhìn nó giống điện thoại cao cấp hơn là so với điện thoại giá rẻ. Và thứ hai là màn con này cực kỳ to, nó có kích thước tận là 6.9 inch Full HD Plus, và đương nhiên em này cũng chỉ có IPS LCD mà thôi. Khả năng hiển thị đã nâng cấp hơn so với sản phẩm Tecno Pova 2, nó vẫn có 90Hz, trải nghiệm sử dụng thì khá là ổn, màu sắc độ sáng thì mình thấy cũng ok, không hề bị xấu nha. Và về yếu tố phần mềm ấy, thì mình không thích lắm các phần mềm của Tecno, tại vì họ làm khá là chán, và có thể là cái giao diện này thì sẽ phù hợp với những đối tượng là người châu Phi hơn, tại vì Tecno thì chủ yếu bán chủ đạo ở những quốc gia ở châu Phi các bạn ạ. Và với con này thì sẽ có hiệu năng khá là ổn với con chip là Helio G88. Đương nhiên ấy, là nó không mạnh bằng Helio G96, nhưng mà so với 680 ấy, thì con G88 này thì mình thấy cũng ngang hàng, thậm chí nó còn nhỉnh hơn đấy nhá. RAM của Tecno thấp nhất vẫn là 6128 rồi, nên là mình thấy rằng khá là thoải mái để chúng ta dùng trải nghiệm chơi game các kiểu. Về cái phần camera, mình không đánh giá mạnh Tecno vì camera họ tối hóa khá là chán, phần mềm cũng chán luôn. Phần cứng thì chỉ có duy nhất camera chính 50 chấm thôi, còn lại họ không có cam góc rộng và thiếu rất là nhiều những thứ khác về yếu tố phần mềm camera, nên mình nghĩ rằng là con này thì cam của nó không đẹp đó. Về khoản pin, em này có tận là 7000 mAh, mặc dù tối hóa pin chưa được tốt cho lắm, nhưng mà với dung lượng pin khủng khiếp như thế thì nó cũng chất toàn bộ những con máy trong phân khúc giá 4 triệu này phải hít khói, vì tổng thời gian sử dụng pin của em nó lên tới là hơn 10 giờ, và thậm chí các bạn chơi game nó còn dài hơn, nên cần pin trâu để sử dụng 1 ngày, thậm chí 2 ngày, và làm shipper, làm những công việc mà chúng ta cần sử dụng điện thoại nhiều. Tecno Best Choice, có luôn sạc nhanh 25W, có luôn cả loa kép. Mình không nghĩ rằng trong tầm giá này anh em có thể kiếm được những chiếc máy có được một cái pin trâu, có được một cái màn to, có được loa kép và ngon như con Tecno này. Đương nhiên là nó vẫn có những điểm trừ, ví dụ màn hình không đẹp bằng Redmi Note 11 và những chiếc điện thoại AMOLED khác đó. Rồi gì nữa nhỉ, phần mềm nó không ngon, thế thôi. Còn đến với chiếc điện thoại tiếp theo mà mình nghĩ rằng là nó sẽ là một chiếc điện thoại gọi là bán siêu chạy ở trên Lazada, và con này thì mình cũng phải khó khăn lắm mới mua được, đây là Galaxy M32. Mình cũng đã có review trên kênh rồi. Thì với Galaxy M32 nó có điểm mạnh là gì? Nếu như anh em không thích điện thoại tàu, con này best choice nhất. Đầu tiên, màn hình AMOLED Full HD Plus 90Hz, đẹp hơn cả con Poco M4 Pro và Redmi Note 11. Nhiều anh em sẽ bảo rằng cùng tấm nền AMOLED tại sao lại đẹp hơn, nhưng mà anh em trải nghiệm đi rồi anh em sẽ thấy màu sắc, độ sáng tương phản, độ rực rỡ con M32 này nó hơn hẳn. Có chăng á là con này thì có sử dụng màn hình giọt nước nó không được đẹp lắm thôi. Đó, về độ mượt cũng có 90Hz nên là trải nghiệm sử dụng thì quá ok. Thiết kế con M32 này cũng rất là ổn áp ở trong tầm giá, nên là anh em hoàn toàn có thể là mua nó và sử dụng. Nói về khoản cấu hình thì em này nó có trang bị con chip là Helio G80. Nhiều anh em sẽ nói rằng yếu hơn Redmi Note 11, yếu hơn Nazo 50, đồng ý. Nó yếu hơn Nazo 50 nhưng mà yếu hơn Redmi Note 11 thì chưa chắc nhá. Em này là G80 nhưng mà tối hóa cực kỳ tốt, nó không hề thua kém so với G35, G88 hay kể cả 680 đâu anh em ạ. Hơn 200.000 điểm auto, và quan trọng nhất là khả năng tối hóa hiệu năng của em nó, chơi Liên Quân và chơi PUBG tách tần tẹt, và cái trải nghiệm sử dụng thì mình thấy rất là mượt và không bị drop quá nhiều. Nói chung là ổn định, thậm chí còn hơn cả Redmi Note 11 nhá. RAM 8, bộ nhớ 128 nên là khoản đa nhiệm, và bộ nhớ trong của nó thì mấy em này hơi khó để so sánh anh em ạ. Vì RAM Samsung tối hóa tốt và bộ nhớ trong 128GB thì mình thấy cũng gọi là dung lượng cao nhất ở đây rồi. Ok, ngoài ra nhá, cam của Samsung quá tốt, 64MP, có cam góc rộng, và cũng như là camera selfie của nó là 20 chấm, nên mình đánh giá rằng cam thì em này nó xếp ngang hàng với con Poco M4 Pro các bạn ạ. Đấy, đẹp, ổn áp, cần camera ngon thì con này và con này. Và yếu tố nữa đó chính là pin trâu 5000 mAh, nhưng mà điều đáng tiếc là trong hộp chỉ có củ sạc nhanh 15W. Nói chung á, nếu anh em muốn sạc nhanh hơn thì nên mua thêm củ sạc là 25W thì nó sẽ phục vụ rất tốt cho cái nhu cầu sử dụng của chúng ta. Và tổng kết lại, điện thoại Samsung ngon, bổ, rẻ, cấu hình cao, màn đẹp, pin trâu thì em này nhất. Ok, tiếp theo chúng ta sẽ cùng nhau đến với huyền thoại Poco M4 Pro 4G.
với em này có gì? Mình nghĩ rằng là nếu như các bạn vừa cần màn đẹp, vừa cần cấu hình cao, vừa cần pin, vừa cần camera, vừa cần loa kép thì em này gọi là tối ưu nhất trong tầm giá luôn. Thứ nhất nhá, mức giá hơn 4 triệu. Rồi, thứ hai thiết kế thì con này không xấu, con cũng chẳng đẹp theo ý kiến cá nhân của mình. Còn anh em thấy xấu đẹp như thế nào thì có thể comment. Và điểm nữa đó chính là về phần màn hình. Giống như Redmi Note 11, hai cái sản phẩm này dùng chung một cái màn hình là như nhau. 6,5 hay 6,6 inch gì đấy mình không nhớ không nhầm tầm đó. Độ phân giải Full HD Plus, tấm nền AMOLED thì ngon khỏi cần phải bàn rồi. Thêm một yếu tố nữa, hiệu năng con này của con là Helio G96 thì nó vừa được cái màn hình đẹp của con Note 11 mà nó lại vừa được cái hiệu năng của con Nano 50. Quá ngon đúng không? Và RAM của em này tối thiểu sẽ là 6/128 rồi thì đương nhiên nó sẽ hơn Note 11, nó sẽ hơn Nano 50 và tối hóa luôn ở cái phần là RAM và kể cả là hiệu năng của nó cực kỳ ngon. Anh em nếu mà bỏ số tiền mua Redmi Note 11 phiên bản 6/128 ấy, thậm chí nó còn cao hơn cả M4 Pro. Đó, chơi game liên quân PUBG Free Fire ổn áp. Cam 64 chấm, có cam góc rộng và chất lượng chụp ảnh của nó thì tương đồng với điện thoại đến từ nhà Samsung. Camera selfie thì mình thấy cũng ở cái mức là chấp nhận được. Pin trâu 5000 mAh, thời gian sử dụng pin thì không bằng Samsung đâu. Samsung tối hóa pin cực kỳ tốt nhá. Nhưng so với Redmi Note 11, so với Nano 50 thì nó vẫn là ok. Sạc nhanh 33W, nhanh hơn Samsung, có luôn loa kép, có luôn kháng nước nhẹ, có luôn remote hồng ngoại thì mình thấy có thể mua điện thoại tàu, chấp nhận một vài cái lỗi vặt nhỏ thì M4 Pro là một con điện thoại vô cùng tối ưu. Ok, như vậy trong video ngày hôm nay thì mình đã đưa đến cho anh em những cái deal cực kỳ thơm ở trên Lazada, Nano 50, Redmi Note 11, Technopova 3, M32 và M4 Pro. Thẳng thắn chia sẻ với anh em luôn, trong phân khúc giá, hàng chính hãng 4 củ khoai, không có bất cứ một chiếc máy nào có thể qua được 1, 2, 3, 4, 5 em này. Bye bye anh em.